Đây là đồ thị của VN Index theo đồ thị ngày. Chúng ta sẽ cùng quan sát chỉ số theo đồ thị tháng để thấy được cái khung thời gian dài hạn của chỉ số và cái diễn biến dài hạn hơn. Ở đồ thị tháng thì chúng ta hết sức chú ý rằng là chỉ báo MACD theo tháng của index nó đang bắt đầu cắt lên vào thời điểm là tháng 8 này. Khi mà chỉ báo MACD cắt lên như trong các livestream trước mà tôi đã chia sẻ thì nó sẽ thể hiện rằng và nó xác nhận rằng là cái xu thế trung hạn của thị trường sẽ là một xu thế tăng điểm. Tuy nhiên thì về mặt ngắn hạn, tất nhiên là thị trường sẽ xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh và rung lắc khá là mạnh sau một cái giai đoạn tăng liên tục trong vòng 2 đến 3 tháng vừa qua. Ở đồ thị tuần, trả lời cho câu hỏi là liệu rằng là chỉ số VN Index tới đây sẽ biến động như thế nào? Thì cá nhân tôi đưa ra nhận định rằng với cái xu thế dòng tiền vẫn đang tham gia vào thị trường rất là mạnh mẽ thì nhiều khả năng là chỉ số sẽ được kéo lên tăng trở lại cái vùng đỉnh cũ hồi tháng 8 năm ngoái là khoảng 1.280 đến 1.300 điểm thì rất có thể sẽ là cái vùng đỉnh trung hạn của năm nay. Và khi mà chỉ số hiện tại ở vùng 1.230 điểm kéo lên đến vùng 1.280 đến 1.300 điểm, tức là khả năng cái dư địa tăng chỉ còn khoảng 50 đến 70 điểm nữa thôi. Thì chúng ta phải hết sức là thận trọng khi mà tham gia ở cái nhịp tăng cuối này của thị trường. Và cái chiến lược đầu tư như thế nào thì ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ rõ ràng hơn. Quý anh chị theo dõi livestream thì hãy đặt câu hỏi trực tiếp và tôi sẽ trả lời trong buổi live ngay trong buổi livestream ngày hôm nay. Ở đồ thị tuần chúng ta hết sức chú ý rằng là chỉ số RSI của index hiện tại là đã tăng lên đến vùng 75, tức là bắt đầu bước vào cái vùng quá mua và bắt đầu bước vào cái khu vực nóng sau cái giai đoạn tăng mạnh vừa qua, 2 đến 3 tháng vừa qua. Vì vậy nên là như tôi vẫn cảnh báo là cái nhịp tăng cuối cùng này của thị trường thì chúng ta vẫn cần phải hết sức là cẩn trọng, tránh tâm lý hưng phấn quá đà và FOMO để đua mua vào những các mã cổ phiếu tăng bật tăng trở lại. Thì có thể là ngắn hạn chúng ta ăn được vài phần trăm, tuy nhiên là sau đấy nếu mà thị trường bất ngờ sụp giảm mạnh thì rất có thể dẫn đến cái vị thế lỗ rất là nhanh và khó xử lý. Chính vì vậy là ở cái giai đoạn tăng cuối này thì chúng ta cũng không nên quá kỳ vọng lớn và dẫn đến cái tâm lý hưng phấn quá đà và quản trị lỏng đối với tài khoản của mình. Và với cái lưu ý như vậy thì ở cái nhịp tăng cuối của thị trường ở vùng hiện tại là từ 1.230 lên đến vùng 1.280 đến 1.300 điểm thì cá nhân tôi khuyến nghị nhà đầu tư là những nhà đầu tư nào vẫn còn đang nắm giữ cổ phiếu thì có thể tiếp tục nắm giữ và để cho lãi chạy. Với những nhà đầu tư nào mà đã bán mất cổ phiếu rồi thì có thể tham gia lại, tuy nhiên là chỉ với tỷ trọng khoảng 50 đến 70% cái lượng tiền mặt của mình và tuyệt đối không nên sử dụng margin ở cái giai đoạn tăng cuối này. Và chúng ta sẽ chỉ nên tham gia vào những mã cổ phiếu nào mà đã tạo nền và bắt đầu đi lên. Thì hiện tại trên thị trường vẫn còn một số mã cổ phiếu như vậy mà tôi sẽ chia sẻ trong buổi livestream ngày hôm nay, là những cái cơ hội đầu tư mà nhà đầu tư có thể giải ngân để tham gia. Còn lại thì đối với những mã cổ phiếu nào đã tăng mạnh rồi, đã có một cái đoạn tăng cho cái tỷ suất sinh lời tốt đối với cái mã cổ phiếu đó rồi thì chúng ta không nên tham gia nữa, bởi vì rất rủi ro rất lớn về cái nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường khi mà lên đến vùng 1.280 đến 1.300 điểm. Các mã cổ phiếu có thể lần lượt tạo đỉnh. Thì đó là cái chiến lược đầu tư ở thị trường giai đoạn hiện tại mà tôi khuyến nghị